Sarang. <sighs> Đây là ghi chú cá nhân của Kim Sơn Dung nằm trong tài liệu ghi chép hàng ngày. Lịch trình công việc diễn ra mỗi ngày và những lo lắng suốt quá trình thử nghiệm được ghi lại một cách ngắn gọn. Nếu đọc cái này, anh có thể phát quả nên tiến hành xử lý vụ kiện này ra sao? Bắt đầu vụ kiện về tác dụng phụ của Pudocin. Nếu như chúng ta đặt ra câu hỏi về cái chết của anh Kim Sơn Dung tại tòa án thì có thể hướng vụ án này thành một vụ tố tụng hình sự. tôi đã nhận được một vụ kiện yêu cầu bồi thường từ phía công ty đúng vậy vụ kiện đó là do em đảm nhận tụi em đã dàn xếp mọi thứ để kim sơn dông dướng vào tội biển thủ chỉ cần bịt được cái lỗ hổng thì em sẽ thắng dễ dàng khi nhận phụ trách vụ kiện này em chỉ nghĩ được có bấy nhiêu thôi em trong quá khứ nghĩ rằng chiến thắng cho khách hàng còn quan trọng hơn là sự thật của vụ án em nghĩ thắng kiện là sứ mệnh của một luật sư em đã nghĩ là thắng hoặc đem lại chiến thắng là đạo lý là lương tâm là lẽ sống của một luật sư em không ngờ được kim sơn dông lại là chồng của em gái mình Em đã tàn nhẫn áp bức anh ta. Em đã độc ác dẫm đạp lên anh ta. Em đã làm vậy đó sớt à. Em nghe giám đốc Minh Thế Sớt nói là Kim Sinh Dung đã tự sát. Và nói là đã dọn dẹp xong rồi. Em là vậy đó sớt cuộc đời còn dài. Từ giờ làm tốt hơn là được. Bắt đầu từ bây giờ. 60 năm về sau, nếu em làm thật tốt, là ổn mà. em đã coi ghi chú cuối cùng ở đây chưa 19 giờ ngày mai ga im chin gan rồi theo ghi chú đó ga im chin gan không phải là nơi kim sơn dông tự sát mà là địa điểm của một cuộc hẹn trong mơ anh ta cũng không biết có điều này tồn tại nên đã giấu nó nếu tiết lộ ra trong vụ kiện tác dụng phụ của puroxin thì giám đốc minters cũng không còn đường lui nữa đâu khi nào được ba mẹ của kim sơn dông đồng ý chúng ta sẽ kiểm tra lại báo cáo xét nghiệm tử thi chắc là số chưa đăng ký chắc chưa luật sư bé sớt nè phải thắng nha sao chỉ có mình anh thôi chúng ta nhất định phải thắng đúng chứ phải rồi chúng ta nhất định phải thắng ờ cố lên 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 ra đi mau đi ra đi mà không đá tình đó ra ngoài đi nhớ trong đó là chỗ nào chứ sao lại ở trong phòng trong khách sạn được hả mau đuổi hắn ra đi tống ngọn hải đăng đó ra đi em em đang làm cái gì ở trong đó hai người đang làm gì trong đó chứ em đang làm cái gì vậy hả chuyện gì vậy ta gì vậy? Ai gõ rầm rầm vậy? Là người đó. Sao? Trê Trinh ơn đang đập đầu vào cửa đó. em muốn sao đây hay anh giả bộ không biết rồi ra mở cửa em nhìn mặt anh ta một chút nha cứ như vậy chắc bể đầu luôn đó em xin lỗi anh sớt à anh ta là kiểu người sẽ làm vậy suốt đêm đó anh làm gì kỳ vậy đôi hết càng đã nói kết thúc rồi mọi chuyện đã được dàn xếp xong rồi mà có chia tay hay là gì đi nữa thì anh cũng nên ra khỏi đây đi còn làm gì ở đó không nghe tôi nói gì sao anh ra ngoài đi thật là tội nghiệp anh thật sự không biết ai mới là khách không mời sao nếu anh đặt một bước chân vào căn phòng này cô ấy nói sẽ báo cảnh sát lần nữa đó anh biết chứ nếu tái phạm sẽ không dặn xếp bằng giấy cam kết đâu. Tôi mặc kệ. Cứ để tôi thành người của tiền án đi. báo cảnh sát đi thà bây giờ anh bị nhốt vào tù còn tốt hơn trùi Mình... đi được tôi son sao lại tôi son đây là đâu mà tôi son chứ em tôi son cho ai coi em đừng có trang điểm đừng có làm gì hết anh muốn điên lên đấy nè em muốn thấy anh phát điên mới làm vậy hay sao anh không thấy mình đáng xấu hổ hay sao chứ đừng cản trở tôi nữa ra đi cản trở cản trở cái gì cản trở cái gì anh thấy mà không biết hả tôi đang ở một mình chắc anh không thấy người ở cùng với tôi sao không phải em cố tình làm chuyện này để anh thấy sao anh mất trí rồi hả em mới là người mất trí đưa một người đàn ông lạ vào khách sạn còn uống rượu nữa có thể anh điên nhưng em cũng điên luôn rồi người đang muốn trả thù không phải là anh mà là em đó em nói không nhớ gì mà em nói không biết người đàn ông đó mà từ khi nào lại uống rượu với người đàn ông lạ vậy hả đô hay căng đó không phải là người lạ Đó là người đàn ông đã sống cùng với tôi suốt 4 năm Ở cùng anh ấy trong lòng tôi rất thoải mái Người đàn ông đó không phải là người xa lạ gì với tôi hết Đó không phải là người lạ Chỉ là do tôi không nhớ ra người đó mà thôi Cái gì? Tôi đã nhận được lời cầu hôn Anh ấy nói hôm nay là lời cầu hôn lần thứ 999 Anh tin được không? Anh ấy nói sẽ cố gắng mỗi ngày Anh ấy nói sẽ cố gắng tới một ngàn lần Tới lúc đó nếu tôi vẫn không chịu Thì nó sẽ chấp nhận từ bỏ tôi tôi rất muốn thử bắt đầu lại từ ngày hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu lại cái gì luật sư bé sớt anh đừng đứng đó nữa bước qua đây đi được em không nói thì anh cũng chờ tới lúc có cơ hội để bước tới đây Trước khi anh chưa trinh ơn xuất hiện, chúng tôi đã sống với nhau như vậy. Chúng tôi nắm lấy tay nhau, chúng tôi buộc trái tim mình với nhau, chúng tôi bên nhau 24 giờ, nhiệt tình sống bên cạnh nhau. Đối với tôi đây không phải là bất đồ, chỉ là tiếp tục những gì tôi đang làm. Cuộc sống mạnh chưa trinh ơn đã cướp khỏi tay tôi, bây giờ nó lại đang tiếp diễn. <laughs> làm ơn hành động đàng hoàng đi anh chơi trên nên <laughs> em nói có hẹn mà phải không đi đi <laughs> chúng ta nói chuyện một chút đi Thay vì tới đây Tôi nghĩ nên tới sân đấm bốc thì đúng hơn Phải đánh một trận Có như vậy thì mới thoải mái được <laughs> Ai thắng cũng được Chỉ cần đánh một trận như tử Để cô ấy đi thì tốt hơn Nếu như anh thật sự quan tâm tới Hê Cang Thì anh hãy để cô ấy đi đi để cô ấy có thể thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ thoát khỏi tình hình này anh nên để cô ấy đi đi anh nói sẽ làm theo sự chọn lựa của đô he can nếu đô he can quyết định rời bỏ anh thì lúc đó anh sẽ dừng lại rõ ràng anh chưa chinh nên đã nói như vậy với tôi mà Quyền chọn lựa không phải ở chúng ta Mà là của Hekan Tôi cũng biết anh rất khó chấp nhận Vì tôi đã từng trải qua rồi Nhưng mà Tôi nghĩ anh phải chấp nhận thôi Những lời Mà anh từng nói với tôi Anh phải giữ lời chứ Tôi không biết nếu anh chê trên ơn một mình sẽ ra sao Nhưng với như anh chê trên ơn mà nói Anh còn dược phẩm trên nhân anh. anh còn có ba của mình Và cả anh rể nữa anh thường nghĩ tới những điều những người trong gia đình anh đã gây ra với vợ của anh đi. Làm sao cô ấy có thể quay trở về đó sống bên cạnh những người đã từng cố giết chết chị em cũ được. Với những con người đó, làm sao đôi hai can có thể trở thành người nhà của họ đi. Anh thực sự nghĩ điều đó có thể xảy ra không? Dù là chỉ một lần thôi, anh không thể bỏ đi lòng tham, bỏ đi sự ích kỷ của bản thân mình. Để suy nghĩ cho hạnh phúc của người phụ nữ đó hay sao? Anh không nghĩ là mình đã quá trơ trẽn hả? Ở đâu lại có người ngạo mạn như anh vậy? Tôi cảm thấy hề càng rất kỳ lạ. Cô không phải là nóng vội nhưng lại đang hấp tấp. Cô không phải là người cư xử thái quá. Nhưng mỗi lần gặp tôi cô ấy lại đang cư xử quá lên. <laughs> Mặc dù cô ấy mắng mỏ, xua đuổi tôi, cự tuyệt tôi và đẩy tôi ra xa, không có tình cảm gì. Nhưng đó chỉ là lý trí của cô ấy. Tôi cũng không biết đó là sự căm ghét hay là tình yêu nữa. Không biết cô ấy có muốn trả thù hay là không. Hay cô ấy chỉ giả bộ trả thù để mà đẩy tôi đi. Tôi thấy hệ càng đang nằm chuyện nguy hiểm. Tôi cần phải biết lý do đó là gì. Nếu tôi tiếp tục quan sát tôi sẽ thấy được tâm can của cô ấy. Nhưng khi tôi giải được câu hỏi này, lúc đó tôi sẽ bước qua một bên. Nếu Hê Cang thực sự từ bỏ tôi, nếu cô ấy thật lòng chọn anh chứ không phải là chọn tôi, thì ngay lúc đó tôi sẽ để cho Hê Cang đi. Nhưng mà từ giờ tới lúc đó tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ tôi có thể làm, sẽ cố gắng như người điên. Tôi đã không làm được gì cho cổ hết. Chưa từng làm được gì. Sangwa Hoa San là của Chi Hun. Đó là thứ mà Chi Hun tạo ra khi anh ấy chết Tôi đánh cấp sang qua sân, Xem là của mình Sau đó đã nói tôi là người phát triển nó Cô nói chuyện với tôi trước đi cô quên rồi hả dạ chuyện gì là ưng son cô đã làm những chuyện quá đáng với chúng tôi và với con trai của tôi nữa những chuyện cô đã làm còn đáng sợ hơn có bao giờ cô xin lỗi con trai tôi chưa có bao giờ cô nói là cô thấy có lỗi là cô đã sai rồi xin lỗi cho đàng hoàng lần nào chưa chưa bao giờ đúng không tại sao cô không xin lỗi cô chưa bao giờ cầu xin con trai tôi tha thứ hết mà sao cô không nghĩ tới nỗi đau cô đã gây ra mà chỉ nghĩ tới nỗi đau cô đã nhận cô phải là người nên chuộc tội trước chứ sau khi chết đi sống lại đáng lẽ cô nên là người chuộc lỗi chứ không phải là người trả thù cái gì chứ người thừa kế dược phẩm chân nhân không hiểu sao nó vẫn chưa thể để cô đi được tình yêu quyết liệt với cô tình yêu với người độc ác như cô tại sao không đổi được tại sao không thể thay đổi chứ vậy chính xác thì mẹ không thích gì ở con mẹ nói đi là quá khứ của con là hiện tại của con hay là tương lai của con Mẹ nên nói thẳng điều mẹ muốn nói thì lúc đó con mới có thể cho mẹ câu trả lời mẹ muốn được. Cô biến đi. Tôi muốn cô biến khỏi cuộc đời của con trai tôi, con sẽ làm như vậy. Cái gì? Con sẽ biến mất. Khỏi cuộc đời con trai của mẹ. Bây giờ con đã có người đàn ông khác rồi. Sao? Đó là người mà mẹ cũng biết đó. Con đang thích một người đàn ông khác. Con trai mẹ bây giờ không còn hiện diện trong tâm trí của con nữa nên mẹ đừng có lo lắng gì. Nhưng con trai của mẹ vẫn bám theo con da như đĩa vậy Con vừa mới thẳng thừng cự tuyệt anh ta sao Con trai của mẹ dai dẳng giống như đĩa vậy đó c, c, c Cái gì Cô cô dám cô, Con đĩa hả Dạ Thực sự là vậy con không hề thêm bớt gì Anh ta quỳ gối kể lễ sự tình và cầu xin thảm thiết Con đã báo cảnh sát Vậy mà anh ta cứ tiếp tục làm phiền con Ở ngay trước mặt của người đàn ông mà con đang hẹn hò nữa chứ Anh ta còn tự tiện đụng vào người con như thể con là vợ của anh ta vậy đó mẹ à con trai của mẹ bị ám ảnh nghiêm trọng về con rồi ờ, cái gì cô còn đi báo cảnh sát nữa sao nhưng cũng có ích gì đâu mẹ chỉ như nước đổ lá khoai thôi anh ta thực sự làm con muốn điên lên người chồng cũ mà con đã ly hôn ngày nào tìm tới làm như vậy đó liệu có người nào chấp nhận thích con được chứ con rất muốn cư xử thật tốt với người đàn ông đó con sẽ xây một bức tường thép nhưng mà mẹ cũng nên giám sát con trai của mẹ đi con trai của mẹ thật là một mứa phiền phức <laughs> à, Nhưng mà Người đàn ông cô đang hẹn hò là ai Là người ra sao Anh ta đang làm cái gì hả Người đàn ông đó Là người mẹ cũng biết Chính là luật sư Pet À là con trai diễn trưởng Pet sao Dạ Cậu ta hợp nhãn cô hả Cô nghĩ cậu ta chịu nổi cô sao Tiêu chuẩn của con không hề cao Con cũng đã từng sống với con trai của mẹ còn gì C Cái gì Tập 48 Là mơ đúng không? Là giấc mơ mà mình mơ một mình. Mình phải tỉnh khỏi giấc mơ đi chứ. Nói dối. Đó chỉ là nói dối bây giờ em đang nói dối với anh không phải sao hê can à đô hê can à sao nhất thiết là vị trí của chin ơn đó là vị trí con trao đổi lúc chấp nhận ly hôn nói như vậy là con chọn vị trí đó về chuyện riêng của con về chin ơn sao dạ không nếu con gánh giác dược phẩm trên nhân rồi làm nó lớn mạnh hơn, con phải đọc trước được tương lai. Động lực cho sự lớn mạnh đó sẽ đến từ các loại thuốc mới đang được nghiên cứu ở bộ phận nghiên cứu và phát triển thuốc. Chứ không phải là trả thù. Con cũng hy vọng anh ấy coi nó như là một sự trả thù. Tại sao? Bởi vì con đã chịu nhiều tổn thương từ người đó. Hai đứa làm đám cưới đi, rồi ba sẽ điều chỉ nên tới bộ phận nghiên cứu. Con không thể tha thứ cho người từng phản bội mình được ba. Không thể nào sống hạnh phúc được một lần nữa đâu cái chén đã bể rồi, có thể sẽ làm đứt tay của nhau đó. Tụi con sẽ lại trải qua cuộc chiến khác dành cho nhau thôi ba. Nói dễ thì lần này hãy để nó bù đắp cho con đi. Dạ thưa ba. Hợp lại đi, hai đứa phải trở về với nhau. Hợp sức cả tinh thần và thể xác, hai đứa phải giữ gìn được dược phẩm chân nhân. Tình yêu của con, dành cho người ấy, bốn năm trước đã cạn kiệt rồi ba. Còn nó vẫn tràn đầy, con chỉ cần đón nhận tình yêu thôi. Con không làm được đâu trong con chỉ đầy căm ghét và quán giận chia tay là rất đúng con chỉ muốn được ba chấp nhận bằng năng lực nếu con có được công ty chỉ vì con là vợ của người đó thì con sẽ trân trọng từ chối lời đề nghị của ba cái gì con sẽ nghĩ lại chuyện quay về công ty một lần nữa hay ca à nếu như ba cần con ở đó thì xin ba loại bỏ người đó đi mẹ chồng của con bị chân mất trí nhớ dạ bà ấy đang uống thuốc nên dâu này có đỡ hơn một chút về sau này sẽ còn tệ hơn càng ngày bệnh bãi sẽ càng nặng thêm vậy người đó cũng biết chứ ba biết chưa nó vẫn tập luyện với bà ấy mỗi buổi sáng mà dù không có bao nhiêu thời gian thường xuyên nói chuyện với bà ấy ba và cả nó đều thấy hoang mang về chuyện đó ba sẽ rút khỏi quyền điều hành Ba muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô bà ấy hơn. Nên ba mới cần con. Bên cạnh trên ơn, bên cạnh ba con không thể làm được sao. Ba nhờ con đó. Con xin lỗi ba. Sự lựa chọn là do chủ tịch tự quyết định. Con không có suy nghĩ sẽ ở bên cạnh như là vợ của người đó nữa. <laughs> Giờ mình mới biết là tại sao ông ấy lại bám đuôi mình cả ngày. <laughs> Vậy nên mỗi sáng chinh ơn lại... Mình đã không biết gì. Không biết trong lòng nó ra sao. <laughs> à, tụi con về rồi, ờ à, về rồi hả sao hai đứa lại cùng về chung vậy nhịn vậy thấy cũng hay về cùng ở đâu mà cùng vừa thấy vợ ở cổng là đã la lên rồi vợ anh có bệnh dịch tả hay đậu mùa gì hả nếu anh cứ như vậy thì tôi sẽ kêu người đàn ông khác tới gói tôi rồi đem đi đó <laughs> ông già noel chắc chỉ có ông già noel thôi gì nếu có kẻ nào tới lấy mất vợ của tôi đi thì sự trả thù ghê gớm nhất dành cho hắn chính là cứ để hắn giữ bà vợ đó tôi sẽ để hắn giữ lại luôn. Em cứ đưa cái kẻ đáng cảm ơn đó về đây đi, để tôi còn trao phí chịu khổ như tiền thưởng nữa chứ. Đúng là hết nói nổi. Nhưng mà, có chuyện gì về gì? Ba gọi chúng tôi về nhà anh chi vậy? Ông ấy gọi hai đứa về hả? Dạ. Ba muốn ăn tối chung, nên kêu tụi con về. Bộ có chuyện gì sao? Thề Càng đang ở trong phòng làm việc của ổng ra là vậy quá ra ba chỉ kêu mình về đây để ăn tối chung với hê Cang. ba cứ kiểm tra giả tâm của cô ta là được rồi cần gì tới chúng ta chứ chinh ơn đâu mẹ không biết không biết ông ấy có gọi chinh nên về không nữa ai mà biết được chứ bây giờ con xin phép đi đây thưa ba ăn cơm đã rồi đi con không thích phải chạm mặt người đó đâu đây là bữa ăn cuối cùng với ta rồi ăn rồi đi cuối cùng ba nói vậy là có ý gì ta sẽ không bỏ chin ơn mà sẽ từ bỏ con con không cần quay về công ty nữa dạ với ta cũng vậy mà mẹ chồng đang bị chứng mất trí nhớ cũng vậy đây sẽ là bữa ăn cuối cùng ăn với con ta sẽ cho tất cả mọi người trong nhà biết để sau này không còn hiểu lầm nhân duy của chúng ta sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay. Con gọi chỉ nên luôn đi. Cũng phải làm đó, đừng để dương mắt gì nữa. Cứ ăn cho ngon đi rồi về. Hình như chúng ta tập trung không phải để ăn cơm thì phải. Có chuyện gì vậy ba? Có chuyện gì mà ba cứ nói chần chừ hoài vậy ba? Con chờ tới chờ lui tới nổi trật cả cổ, cơm sắp đi ngược lên lỗ mũi rồi đó ba. Ông đừng có ở đó diễn trò nữa, mau nói hai người đã bàn về chuyện gì đi. Vậy cô nói đi. Thật ra là cô đã nhận lời hứa gì chứ? Cô đã quyết định sẽ bước vào công ty sao? Làm cái gì? Cô định ngồi vào vị trí nào? Hả? Vị trí mà em dâu muốn có là vị trí hiện tại của Chin ơn đó. Có phải như vậy không hả em dâu? Tôi đã quyết định để cho Chin ơn tiếp tục đảm nhiệm vị trí giám đốc phòng kế hoạch. Vậy sao? Lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc sau. Được thôi. Hay Cang, đã tìm được người đàn ông mới, không phải là Trinh nơ nhà mình đâu. Con bé đã quyết định đối tốt với anh ta, nên con bé dặn đi dặn lại là tôi phải kiểm soát Trinh ơn cho thật là tốt. Nên ông làm ơn tỉnh táo lại giùm đi, ông đừng có phán đoán sai lầm nữa được không? Cô thật không? Dạ. Vậy chúc mừng cô. Cái, Cái gì? ba nói gì vậy? Ông còn chúc mừng được. Bây giờ ông đang nói cái gì vậy? Chúc mừng cái gì hả? Ba nói thật lòng chứ hả? Ba vẫn muốn Hê Cang tái hợp với Chin ơn mà, không phải vậy sao? Hê Cang đã thẳng thừng từ chối. Nó không muốn. Hê Cang nói nó đã chán Chin ơn rồi. Vậy thì giờ không phải con dâu nhà này nữa mà sắp trở thành con dâu của nhà người khác. Nên tự do ông đừng nói mấy câu đại loại như giao lại dược phẩm chân nhân cho nó nữa nha. Để ta hỏi con lần cuối. Trước mặt mọi người trong nhà, con hãy nói rõ đi, cứ để bộ phận kế hoạch cho chị nên phụ trách như trước còn con quay lại làm phó chủ tịch có được không không được đâu ba nếu là hay can thì không được ba đừng đưa cô ấy vào công ty con không cho phép điều đó con không cho phép điều đó xảy ra đâu ba hãy giao vị trí đó cho con con sẽ đảm nhận nó dù có bị chôn xuống đất dù có bị chôn xuống phân hay chôn xuống dũng máu thì con cũng làm con hãy trả lời đi con có quay lại công ty làm phó chủ tịch của tập đoàn không ba con sẽ quay lại công ty ta biết rồi vậy con cứ chuẩn bị đi có chiến đấu thì tới công ty phó chủ tịch đô hi can gặp tôi trước khi đi có được không tôi có chuyện rất muốn hỏi đi tôi không đùa đâu khi nào cô ăn xong trước khi cô đi về làm ơn ghé qua phòng tôi đi mọi người ăn cơm đi Nói như vậy mà nghe được sao? Có tôi ở ngay đó, còn có cả Chin ơn nữa. Tại sao ba lại có thể giao chức phó chủ tịch cho một kẻ xa lạ như vậy, còn là kẻ thù nữa? Bây giờ Đô Hê Cang đã là cấp trên của tôi. Cũng là cấp trên của Chin ơn rồi đó. <cười> <cười> Mẹ nhất định loại bỏ cô ta. Mẹ sẽ xóa sạch hết tất cả. Ba đã quyết định rồi thì còn làm được cái gì? Sao mà cản được đây? không biết mẹ cũng không biết vào trong đầu mẹ giống như một tô cơm dành cho chó thôi mẹ không thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc giẫm đập lên cô ta máu trong người mẹ đang cạn khô đây máu thằng con trai của mẹ cũng khô như vậy mẹ cũng phải làm máu cô ta cạn đi mẹ phải làm cho máu của nó trào ngược ra ngoài Dì hãy đứng về phía tôi đi chúng ta bám chặt vào cô ta rồi rút sạch máu của nó như ma cà rồng vậy cho cô ta biết mùi của máu ra sao <laughs> sao tôi ngăn chin ân được khi cậu ta đang giữ tài liệu lấy cấp từ máy tính của tôi chin <laughs> ân cậu ấy đã thay đổi một cách đáng ngạc nhiên ai mà ngờ được là chin ân lại xâm nhập vào máy tính của tôi luật sư đô và tôi sau này sẽ đau đầu đó chin ân sẽ trở thành một chướng ngại trong mọi chuyện mà chúng ta làm vậy thì phải loại bỏ chướng ngại vật đó trước khi làm chúng ta bị thương nhất định phải loại bỏ nó trước nhưng mà cô định về luôn sao? Chính ơn nói có chuyện muốn hỏi cô mà. Anh không cần ra ngoài đâu. Mẹ chồng của con bị chứng mất trí nhớ. Con sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Bà hãy vào vị trí đó cho con. Con sẽ đảm nhận nó. Dù có bị chôn xuống đất, dù có bị vùi xuống phân, bị chôn xuống dũng máu, con cũng làm. Anh nói có chuyện muốn hỏi mà. Anh nói ngắn gọn đi. Lên đầu đi. Đừng nói chuyện ở đây. Tôi biết rồi. Anh lấy cho tôi ly nước có được không? Với thuốc giảm đau nữa. Em đau đầu hả? Chắc là gì? Trên một chút. hê hey can à hê hey can à em nhìn anh đi quay lại nhìn anh đi vậy để anh giúp em Ờ, anh có mùi rượu hả em không thích vậy mà anh biết rồi không được tới gần anh anh biết rồi mà em uống thuốc đi chỉ là nói dối thôi hả những tấm hình này tôi trong những tấm hình này những con người trong mấy tấm hình này lúc nào họ cũng nói dối giả bộ hạnh phúc giả bộ tận hưởng giả bộ vui vẻ nếu chỉ nhìn vào hình thì tôi như bây giờ chẳng phải là kẻ vô liêm sĩ không biết xấu hổ sao đúng không đã từng hạnh phúc tôi mới không thể đổi với bất cứ gì trên thế gian. Đã có khoảng thời gian từng hạnh phúc như vậy. Tôi thấy rất biết ơn. Nếu không có anh, thì tôi đã không được hạnh phúc như vậy rồi. Nhưng mà, trong ống kính mấy ảnh của anh, đã thiếu mất nỗi đau khổ của tôi rồi. Anh có biết điều gì khác biệt giữa chúng ta không? Anh có biết lý do. Vì sao tôi và anh không thể bên nhau được nữa không? Là do anh. Chỉ nhớ đến tôi trong những tấm hình thôi. Nhưng mà tôi lại nhớ những chuyện không hiện lên trong mấy ảnh này. Anh không biết phải không? Tôi khi tôi nhìn anh đang nằm ngủ tôi chỉ muốn tác vào mặt của anh thôi. Tôi đã tưởng tượng tới cảnh bóp cổ anh. Anh không biết đâu, tôi đã từng hút nước trong bồn cầu để làm nước cho anh, cho anh uống đó. Tôi đã làm như vậy. Tôi đã làm như vậy khi tôi đang sống cùng với anh. Tôi không thể quay trở lại được. Cây này, giống như là một cái đồng hồ đã chết thời gian đã ngừng lại trước đó rồi. Cái đồng hồ của Chê Chinh Ân và Đỗ Hê Cang đã hết tuổi thọ rồi. Cho nên, nếu tôi dương mắt và nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ này cả ngày thì thời gian cũng sẽ không chạy được đúng giờ mà. Chúng ta chỉ có chừng đó thôi. Tôi sẽ xóa mấy tấm hình này Vậy em cố quay về khoảng thời gian đó để làm gì? Em trở lại công ty. Mà không có chút sợ hãi nào hết. Để làm cái gì chứ? Đô hê căng. Em muốn sao? Em đừng bước vào công ty nữa. Em cũng đừng tới gần công ty nữa. Nếu vậy, thì anh sẽ không làm phiền em. Cuộc đời của tôi do tôi quyết định. Cuộc đời đó? Cuộc đời của em? Chỉ mới mấy ngày trước em còn rất hối hận. Em còn thấy được sợ hãi nữa mà Tôi không nhớ chuyện đó Mà không Lúc đó tại tôi không nhớ được mình là người như thế nào Vì tôi không biết gì về chính tôi Nên mới không nhắc được gì về bản thân mình Nói vậy là Em lại muốn thành con chó săn Của dược phẩm trên nhân lần nữa sao Không phải Tôi sẽ trở thành chủ nhân ở đó Sẽ không thành đâu Tại sao Vì anh sẽ làm điều đó <laughs> Anh nghĩ anh có thể thắng được tôi không Có Anh sẽ đánh bại em Hay càng à được rồi Cứ thử chờ xem Đưa anh bản ghi chép và đoạn clip Sao? Thứ em đã lấy lấy trộm từ vali dung kia Là ghi chép nghiên cứu Của Kim Sương Dung Và đoạn clip tố cáo nội bộ Anh đã nghe chuyện đó từ ai? Giáo sư Minh Gu Sơn Ai chứ? Nếu em giữ những tài liệu đó Em sẽ gặp nguy hiểm Hãy đưa nó cho anh Anh sẽ bảo quản chúng anh xin em đó Tôi đã đưa chúng cho giám đốc Minh rồi Sao Với điều kiện tống khứ anh đi Em đúng là Chào anh Ủa? Về rồi hả? Anh ăn gì chưa? Kansoli cũng đã tham gia thử nghiệm lâm sàng Budoshi. Anh cứ giữ bí mật chuyện này. Thử đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra mật độ xương đi. Chắc sẽ không có vấn đề gì đặc biệt đâu. Nhưng dù sao cũng nên phòng... Anh à. Hả? Ờ, oh. <laughs> Sao vậy? Nói đi. Anh mới nghĩ tới chuyện gì hả? Lại nghĩ về người phụ nữ đó chứ gì Không có đâu mà Anh cứ như vậy thì em sẽ ngâm anh vào thuốc tẩy luôn đó <laughs> Còn em Em dọn cơm hả <laughs> Nếu em dọn cho Thì anh rất cảm ơn em gái Anh cất túi để đi rửa tay đi Em sẽ dọn bà ngay Món ăn chính của ngày hôm nay Đó là canh đậu phụ cay đó <laughs> Sao anh không ăn vậy hả? Sở thích mới của anh hả? Sao cứ ngơ ra như người mất hồn vậy? Anh sang thật ngon. Người anh có mùi rượu nè. Mùi này không phải mùi bia. Cũng không phải xô chua. Rượu vang hả? Hay rượu tây? Đúng rồi. Uống dai vậy? Trời trình ơn. anh ăn xong rồi thì cứ bỏ hết chén dĩa vào bồn rửa nha em đi kiểm tra bài tập của tụi nhỏ xong ra rửa ngay ừ, ừ. Bốn năm qua cô đã làm gì hả dứt chồng người ta xong cô đã làm gì Sao người đàn ông đó vẫn còn mò tới chỗ tôi Quỳ gối trước mặt tôi Rồi còn cầu xin tình yêu của tôi nữa Tới giờ vẫn còn làm phiền tôi Tại sao vẫn đang hành hạ tôi tới giờ phút này nữa Cho cô đó Tôi sẽ dứt bỏ anh ta cho cô Tới mang anh ta đi đi Mang anh ta khỏi tầm mắt của tôi dùm đi Sao? Cô không tự tin hả? Nhà gián chủ rồi cô vẫn sợ sao? Ờ, à, ai vậy? Cứ vào đi. Dạ, em ra liền. là trà hoa cúc đó uống thử đi đúng là con được về nhà thật rồi còn được uống trà hoa cúc nữa ừ cứ ừ. uống thử trước đi chỉ cần con uống một hớp thôi ngon tới mức làm con phải chảy nước mắt luôn <laughs> ừ. thấy sao ngạc nhiên chưa ngon lắm phải không Dạ Trời Tự nhiên ba tốn công ra làm trà qua cúc Khiến ly phải cảm động chứ Mai mốt ba cứ mua về uống Vừa tiện mà còn trẻ hơn nữa Con định nói chuyện gì vậy Ừ Con đã đăng ký kiểm tra sức khỏe rồi Cho ba người chúng ta Sao tự nhiên là kiểm tra sức khỏe Có gì đâu mà đột nhiên Người người nhà nhà được kiểm tra sức khỏe Chỉ có chúng ta vẫn chưa thôi Ba đừng nói ra nói vào nữa Chúng ta đi kiểm tra đi Vậy ha Em cũng đi nữa đó Anh bé sắt Bộ anh sợ tiền mục hả em mới có hai mươi mấy tuổi thôi em cần gì phải kiểm tra sức khỏe chứ chớp mắt vài cái em sẽ tới tuổi ba mươi còn gì sao tới hết năm sau em vẫn hai mươi mấy tuổi thôi đó nha nè tới ba mươi tuổi rồi em sẽ thấy nha anh đây tâm trí vẫn như tuổi hai mươi đó nhưng mà ba với sơ ly phải đi kiểm tra đó ok ừ tự, tự nhiên lại tốn kém, kém tiền, tiền bạc à. à. Anh của tôi không phải là người lấy chúng Thủ phạm lấy đồ của cô là người khác Anh muốn tôi tin lời của anh nói đó hả Tôi có phải là đồ ngốc đâu chứ Nếu không phải là minh thê xuất Thì rốt cuộc ai dám vào tận phòng này Biết được mật khẩu để mở vali rồi lấy đi chứ à, Đáng lẽ mình nên giao cho sớt giữ Lúc anh ấy nói sẽ giữ giùm Mình lại không chịu được ơi bà kêu mẹ ra ăn cơm mẹ không ra ăn cơm đâu vu tru à mẹ không thấy đói sao vậy lúc nãy mẹ ăn rồi mà bà ngoại cứ bà ngoại lo cho mẹ lắm bà ngoại đã làm như vậy hả à, bà ngoại cứ đi qua đi lại bà ngoại vừa đi qua đi lại rồi cứ cứ vậy đó mẹ vậy để làm gì Bà có nói tiếng nào đâu. Nói gì hả mẹ? Gọi mẹ. Ừ? Mẹ là con rơi mà. Ừ? Mẹ không thể gọi ba của mẹ là ba, cũng không thể gọi mẹ của mẹ là mẹ. Mẹ là con rơi, là con rơi đó. Đúng là bỏ đi, phần chó táo bón. Mẹ đúng là đã bị táo bón mất rồi. Mẹ phải đi y hết mẹ. Mẹ đi nhanh đi, vậy sẽ ăn được cơm rồi. <laughs> Chắc không được rồi U tru à, mình đi trình báo đi. Chúng ta gọi cho chú cảnh sát kêu chú ấy tới bắt và đánh tên trộm dám đến trộm đồ của mẹ chú cảnh sát hả mẹ đánh bắt rồi đánh không được không được đâu mẹ ừ? nhìn con kìa sao vậy con hả sao vậy phu tru biết ai lấy có phải không phu tru biết ai là kẻ trộm đồ của mẹ có phải hay không hả con nói đi con ừ. là ai vậy tên trộm xấu xa đó là ai vậy là gì hả là người giống hệt mẹ đó là gì xinh đẹp <laughs> sinh nhật <laughs> đồ xấu xa <laughs> sao chị ta sao chị ta lại có thể <laughs> Đã quá 9 giờ rồi mà con vẫn chưa ăn gì. Cô chú à, cháu đi mời chú bác sĩ ra ăn cơm đi. Chú bác sĩ phải làm nghiên cứu, nên lúc nãy cũng chưa ăn. Dạ. Yeah. Con cứ ăn cơm trước đi, rồi đi dạo không? Cô có chút chuyện muốn nói với con. Để tôi nói trước. Tôi muốn nói ra những gì tôi muốn nói trước cái đã. Ờ, à, ờ. À. Được rồi Con cứ nói đi Con nói trước đi Con gái cô đã lấy trộm đồ của tôi Cô con, con gái của cô Cái người tài sát diện toàn đó Đã mở vali của tôi lén giấu tôi Và lấy trộm đồ quan trọng của tôi đi rồi Sao Cô đã nuôi dạy con cái tốt tới mức mà chị ta ý hệt như một tính trộm tài tình Đồ vật mà con gái của cô đã lấy Là thứ được đánh đổi bằng mạng sống của ba vu tru đó Để che đậy những việc mình đã làm Để che đậy tội lỗi của mình Sao có thể làm vậy với tôi? Chị ta nói mình là chị mà sao có thể làm như vậy được chứ? Ở đâu ra người chị như vậy hả? Như vậy mà nói là chị của tôi được hay sao đây? Cái gì? Tôi sẽ đi trình báo. Tôi sẽ báo cảnh sát. Bắt con gái của cô ngay bây giờ. Dùng kỳ à? Dùng kỳ à? Không được. đó là chị của con là chị ruột của con mà con thử nghe chị con nói trước đã tìm hiểu lý do gì sao chị của con lại làm như vậy tới lúc đó tìm hiểu xong đã dung kỳ à xin con <laughs> mẹ sẽ mẹ cầu xin con làm vậy mẹ năn nỉ con mà dung kỳ à mẹ hả bây giờ cô xưng là mẹ hả tôi nói sẽ báo cảnh sát nên cô xưng mẹ hả có người mẹ như vậy sao không phải mẹ đâu là mẹ của chị thôi cô không phải là mẹ của tôi cô xưng là mẹ cô xưng là mẹ của tôi sao cô đừng tùy tiện xưng mẹ với tôi nữa dù chu không thấy là chú đang chờ sao con định giả bộ không biết để người ta chờ như vậy đó hả Con tính như vậy hoài sao? Sao lại làm cho người khác sốt ruột vậy? Lòng của chú đang nóng như lửa đốt đây, mà con cứ không chịu mở miệng. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Nói chú nghe đi vô chú. Bình thường chú phải ăn tối lúc 7 giờ, mà bây giờ là 9 giờ 27 phút rồi vẫn chưa được ăn cơm. Nếu con không nói ra ít nhất cũng phải ra ngoài ăn cơm với chú chứ. Chú ơi, mấy chú cảnh sát, sẽ tới bắt gì của con đi. Hả? Tại sao mấy chú cảnh sát lại tới bắt gì? Mẹ con nói sẽ đi báo cảnh sát. Tại vì dì đã lấy đồ. Hả? Dạ. Xin chào giáo sư. Tôi là Đô Hề Cang đi. Anh biết tôi chứ Phải Anh có thể cho tôi chút thời gian không Bây giờ tôi đang ở quán cà phê gần nhà Thứ đồ mà tôi đã lấy Anh nghe chuyện đó từ ai vậy Tôi tưởng anh trai của mình lấy Nên đã tới chỗ đó lấy lại Dòng kia cũng biết chứ Phải Anh rất khác anh trai của mình cũng như cô rất khác em gái của mình Quan hệ của anh với em tôi là gì vậy? Anh còn tới tìm anh trai di chuyện của em tôi Tôi là bác sĩ và là người bảo hộ cho bệnh nhân Không hơn không kém À, tôi cũng có thể tới tìm anh của mình mà Cho dù anh trai tôi có làm điều gì Dù cô có làm gì với anh trai Cũng không phải là chuyện của tôi Tôi chỉ đơn thuần muốn chăm sóc bệnh nhân của mình Một cách an toàn thôi Không phải là rất khó chữa những bệnh năng y ở Hàn Quốc sao? Nên tôi mới trở về Hàn Quốc đi Bệnh viện bên Mỹ anh từng làm việc là bệnh viện nào? Tôi làm việc tại khoa nan y của bệnh viện John Hopkins Còn gọi là trung tâm LA Đó là nơi nghiên cứu bệnh nan y Ví dụ như bệnh Gosser, bệnh Fabi, bệnh Bombay Tôi muốn gửi vô tru và dung kỳ tới trung tâm đó Anh có thể làm cầu nối giùm tôi được không? Sao? Có tốn bao nhiêu tiền cũng không sao hết Ở Hàn Quốc còn thiếu thốn Đến nơi trang bị hệ thống tốt Và những người có chuyên môn ở đó Để con bé được điều trị tốt hơn tôi nghĩ vậy sẽ tốt nhất. Cho bé vu tru và cho cả dòng kia em gái tôi nữa. Đó là nên anh từng làm việc nên nhờ anh viết thư. Tôi nghĩ mẹ con vu tru sẽ được chuyển ngay tới đó. Sao anh lại làm vậy? Không có gì. Nếu cô đốc cô dòng kia muốn làm như vậy, lúc đó tôi sẽ viết thư. Cô hãy bàn với em gái của mình trước đi. Tôi sẽ nói sau. Sao cô lại lén lấy đồ của dòng kia? Cô đang muốn bảo vệ ai mà lại lấy nó chứ? Là bảo vệ chính cô hay em gái cô? Bất cứ là ai. Nếu giữ nó đều gặp nguy hiểm, đáng ra là nên bỏ nó đi. Tại sao cô hay can lại quyết định chuyện đó? Bởi vì tôi là chị nó. Không phải nghe từ đầu cô là người để em gái của mình vào nguy hiểm sao? Lúc đó tôi không biết dùng khi làm gái của mình. Hiện tại thì tôi đã biết rồi. Tôi phải bảo vệ nó. Cô và anh tôi không có gì đâu nếu cô nói xong rồi thì tôi xin phép <laughs> Alo, tôi nghe. Ai gọi vậy? Tôi là ba của anh Son. À, à, lâu, lâu rồi mới nói chuyện. Lúc trước có gặp anh ở trại giam Seoul. Cũng hơn 5 năm rồi. Ông ra tù rồi đúng không? Phải, tôi ra rồi. Nhưng mà sao anh biết số của tôi? Có phải trại cải tạo ở đây trên cho anh biết không? Ông đến gặp tôi đi. Tại sao? Tại sao tôi phải gặp anh? Sao phải gặp ba ơn nữa? Ờ, tôi đã trả hết tội lỗi của mình Còn người gây ra tội mà vẫn nhỡn nhơ sống sờ sờ ra đó không hề thấy có lỗi Người đó không phải là tôi mà chính là vợ anh Nói vậy là Ông đã gặp lại hay can vợ tôi sao? Mau trả lời tôi đi Đúng vậy Tôi đã gặp cô ta Dù vợ của anh không nhận ra tôi là ai Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện Hiện tại ông đang ở đâu vậy? chúng ta gặp nhau ngay bây giờ đi anh đừng quá lo lắng tôi không phải là một tên giết người tôi không định giết vợ của anh đâu tôi đang cố ráng để sống tôi làm điều này để sống lại lần nữa cho nên anh đừng gọi điện cho tôi nữa alo ông xin Có mấy quý khách vừa gọi thì không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau xin đình sang đã ra tù rồi em cẩn thận nữa hả vụ kiện Pudosin xin nguyên đơn của vụ kiện đã chết rồi còn ai kiện cáo nữa hình như mẹ của Moon thay chun bà ấy tiếp tục vụ kiện thay con trai trong tháng này chúng ta phải nộp văn bản trả lời lên cho tòa lại định lấy trứng chọi với đá hả chuẩn bị đội ngũ pháp lý đi dạ ở đâu vậy công ty luật nào muốn lấy trứng chọi đá vậy cũng là văn phòng luật như trước văn phòng luật của Bét Sớt. ở đâu luật sư bessert Sớt. Bét Sớt. Vụ kiện lần này hãy giao cho luật sư Đô đi Đúng vậy Để coi cô ta giải quyết chuyện này như thế nào Dạ Sao lại tìm người nhà của Xin Cậu cứ thử tìm hiểu trước đi Nếu tìm hiểu được rồi thì cậu định làm gì Định nói rất vui khi gặp mọi người tôi là ba của nạn nhân hả Vụ kiện Budoxin lại bắt đầu nữa rồi em vợ Sao Đại diện pháp luật bên kiện là luật sư Petsuk. Không phải là có gì đó bất thường ở đây sao? Hình như vụ này đang nhắm vào giám đốc Cho Chin In. Luật sư Petsuk chẳng phải rất ghét cậu hay sao? Mà sao anh ta lại đổ thời gian quý báu của mình vào một vụ kiện mà anh ta không thể thắng chứ? Vụ này còn không có người bị hại nữa. Dẫn theo gia đình có tan tới, chẳng phải tốn công vô ích sao? tôi nghĩ vụ kiện này không phải dựa trên chính nghĩa mà anh ta làm vụ này hoàn toàn vì thù hằn tình cảm mà ra vụ kiện lần này tôi sẽ giao cho luật sư đô phụ trách thế sao chắc thú vị lắm hả Ờ. Hai người họ đang hẹn hò. Nhưng luật sư Bách Sớt lại đang tiến hành vụ kiện chống Pudosin. Hợp lý không? Cũng phải hả? Cậu đi đâu vậy? Nè, chín Ít! xin lỗi anh cô ấy trả phòng rồi